Hôm nay mình sẽ làm bánh lăng nha. Trước đó mình sẽ làm đường caramel trước nha các bạn. Mình sẽ không đụng tới nó nha. Đường nó chuẩn bị lên màu nha. Mình cứ lắc tiếp. Là được rồi nhé bạn, đổ vào nha. Mình không có cho nhiều lắm đâu, mình sợ ngọt á, mình phải cho chút xíu thôi nha. Cho sữa vào nhé bạn. Vào nha. Sau mình sẽ đánh tan nó, đánh tan sữa ra các bạn. Mình hôm nay sẽ xài sữa tươi nha, sữa tươi nha. Xong. Cái trứng đủ rồi. Đánh nhẹ thôi nha. Xong. Mình sẽ lọc qua rê nha các bạn. Mình sẽ cho qua đây. Lọc qua một lần nữa nha. À, như vậy là xong rồi nha. Mình đang bắt nồi hấp lên nha. Rồi mình sẽ đảo đều. Đảo đều xong rồi mình sẽ múc ra từng chén nha. Mình sẽ múc ra từng chén nha các bạn. Như vậy là xong rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại nha. Vô nồi hấp nha các bạn. Của mình sẽ chín rồi nha các bạn. Mình sẽ lấy xuống nha. Mình sẽ mở ra coi nha. Đẹp các bạn. Sẽ để nguội và sẽ cho vào tủ lạnh nha. Tiếp tục làm cà phê nha các bạn. Tiếp tục làm cà phê nửa giọt để mình ăn bánh lăng nha. Này, bánh mình xong hết rồi nha bạn. Này, bánh lăng của mình xong rồi nha các bạn. Mình sẽ cho cà phê lên nha. Mình sẽ mời các bạn ăn nha.
cồng. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn miếng nha. Mm.